Biết sớm mai chẳng ai thức dậy, gượng làm gì hôm nay cho lần cuối. Điều đó lớn lao hoặc nhỏ bé cũng không sao, gạt tiếng nói là rằng có suy tính đắn đo thiệt hơn. Sống chết mong manh nơi kia bao nhiêu tuyệt vọng. Nhưng tôi tin rằng mình không cúi đầu, nguy nan sự sống chỉ còn lẻ loi. Chưa biết lý do để làm tốt phút cuối cùng, dường như số phận chọn ta phút đó để đặt lòng tin. Làm sao buông xuôi mọi điều cứ thế tiêu tan. Anh sẽ đến để luôn được bên em giữa bóng đêm đen mịt mù, anh muốn chờ che cho em. Anh sẽ tới vượt qua ngàn cái chết, muốn nắm tay em ôm em thật chặt đến hơi thở rằng mình không cúi đầu, nguy nan sự sống chỉ còn lẻ loi. Chưa biết lý do để làm tốt phút cuối cùng, dường như số phận chọn ta phút đó để đặt lòng tin. Là sao buông xuôi mọi điều cứ thế tiêu tan. Anh sẽ đến để luôn được bên chờ che cho em. Anh sẽ tới vượt qua ngàn cái chết, muốn nắm tay em ôm em thật chặt đến nơi thờ cuối. Nếu sớm mai xung quanh ta như vỡ vụn hoang phế, sống hay chết lằn danh chỉ như lớp khói mờ mong manh. Anh sẽ đến dẫu biết thân mình rách toạc đau đớn, dẫu sợ hãi nhưng không ai có thể lẩn trốn. Chờ cho em, anh sẽ tới vượt qua cả cái chết, muốn nắm tay em ôm em thật chặt đến hơi thở cuối. Sớm mai xung quanh ta như vỡ vụn hoang phế, sống hay chết lằn danh chỉ như lớp khói mờ mong manh. Anh sẽ đến dẫu biết thân mình rách toạc đau đớn, dẫu sợ hãi nhưng không ai có thể lần trước.
trở thế cho em. Anh sẽ tới vượt qua cả cái chết, muốn nắm tay em ôm em thật chặt đến hơi thở cuối.